Trong chuyến đi lần này, chương trình Làng Hài Mẫu Hội đã trao 50 triệu đồng cho gia đình anh Kim Sen, ngụ xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trong ngôi nhà lụp sụp, ngoài anh Sen ra còn có con trai, con gái, con rể và một đứa cháu ngoại. Mùa mưa càng đến gần thì nỗi lo của gia đình anh càng nhiều, và có lẽ đây là niềm vui lớn nhất của anh Kim Sen kể từ ngày vợ anh bỏ ra đi để lại đàn con thơ dại. Vết thương trên bả vai từ tai nạn sập giàn giáo vẫn hành hạ anh mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng nỗi đau ấy không thể sánh bằng nỗi thương con, lo cho cuộc sống tương lai các con còn nhiều chật vật. Cha em về, ổng ôm ổng khóc hoài, ổng nói không biết tới chừng nào ổng đi làm được, ráng có tiền nuôi hai đứa, nuôi gia đình nữa. Cứ làm gì ổng làm đấy, ngày 20 ngàn. Có khi người ta cho, thấy tội nghiệp người ta không cho tiền cho gạo ăn. Tin rằng sự chia sẻ của chương trình sẽ giúp tổ ấm nhỏ có thêm nhiều niềm vui tiếng cười chào đón một ngày mới. Kính thưa quý vị khán giả, hiện giờ thì đội Xém Cười đang có mặt ở ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay đội Xém Cười xuống đây để trao một căn nhà tình thương cho anh Sen ở tại ngay ấp Phù Ly 2 này. Đi đi đi, lẹ lên. Thôi đi đi. Tiếc này. Ai mà. Đi đâu? Ủa. Bữa nay em nghe anh trao nhà, em nôm em xuống phụ dọn dẹp ở nhà từ hôm qua tới giờ rồi. Mà sáng nè, rảnh thấy xe đạp chạy đi vòng chơi nè. Ủa sao mà mồ hôi mồ kê quá trời vậy nè? Đi bộ từ ngoài đường vô. Nóng lại gì? Mồ hôi mồ kê quá trời, em chạy xe có mệt gì đâu. Nhắc đi một nhóm nè. Nhắc một nhóm. Đi theo em. Vậy đi. Con chào chú, tụi con là đội Xém Cười. Cái này là cái căn nhà tình thương của đội Xém Cười gửi tặng cho gia đình chú. Con chúc gia đình của chú vui vẻ. Mấy bé thì học hành tấn tới. Thì bây giờ tụi con có một cái món quà nhỏ nhỏ cho chú. Bây giờ đội Xém Cười sẽ thúc đẩy cho cái tiến độ nó sẽ hoàn thành nhanh hơn. Bây giờ phụ trộm hồ làm cho xong cái nhà này cho tôi rồi mới được về, nghe chưa? Dạ.